sao đây bằng chỗ này được, chỗ này được, chỗ này đẹp, chỗ này đẹp, chỗ này đẹp, chỗ này được. Ừ, hay quá, lột đấy với trời bơm. Không sao đây mà. Ừ, hút tiếp. Trái nữa, hết rồi, hết bơm mà không lấy tới nhiều bơm tới độ mà cho quả không hết hả? Trời ơi, lâu lâu nhà có khách ở đây muốn tiếp đãi sao đây nè. Ừ rồi xong rồi, chết với tôi rồi, thay đạn nhanh lên. Rồi xong, 1, 2, 3 chuẩn bị ra nè. Đúng, tôi mất kệ gì ta. Anh em muốn giới thiệu cho bạn về góc lắc 10 tỷ không? Mình sẽ dụ bạn qua nhà mình giới thiệu cho bạn góc lắc 10 tỷ. Nhìn nè, đưa cái số đứng nhìn nè. 1, 2, 3. Chuẩn bị đứng nhìn nè quốc nha. Nhìn nè, kiếm, biết bên nhà có người, biết kế bên nhà có người, kiếm. Nhảy cửa sổ bên kia nè, nhảy. Sao chưa nhảy nữa? Má giờ mới nhảy. Ủa thằng kia đi rồi. Góc lắc 10 tỷ. E comment. Khùng hả mày? Má! Không có đồ đạc gì chơi rồi, chạy nhung. Đít thì to. Làm bố mày sợ gần chết. Là mày tưởng đâu vô nhà tiếp đãi rồi. Bài binh bố chọn xong mẹ chạy đi ra. Mà chạy tung tăng giống như là bá đéo có chuyện gì vậy anh em à. Rồi xong mấy thằng này là bá mấy thằng biến thái mà hay xem mấy cái phim mà GAV nè, tôi chắc với anh em luôn. Thằng lồ mà biến thái đấy, lột đồ ra xong cứ nghĩ là mình đang tàn hình. Đấy. Thằng lồ này trong đó ra chắc luôn. Con mẹ nó, tổm bỏ mẹ đấy mới tin được. Ê, cam cầu, lộn cam cầu. Cam cầu hả mày, mày đặt cam cầu hả? Nó chưa thấy tôi đâu. Đúng rồi, nó muốn cam cầu. Tao cam cái xe mày luôn nè, mày thích cam cầu không? Nhóc, mới bà lớn mày đặt mẹ chơi điếm thúi. Học ai mấy cái trò mẹ dơ bẩn này mày. Má thiệt. Thằng này là không thể tha thứ cho nó được rồi. Ủa nó bắn người ta rồi, thấy tội không? Má xe người ta cháy mẹ rồi. Má thằng lồn ác nhân ác đức. Đéo tha người ta luôn. Người ta hết chỗ đậu luôn, người ta phải bá chui vô cái dắt xe buýt đó đậu. Và thằng lùng này vẫn bắn. Má, hét độc vừa thôi. Bắn nổ xe luôn. Xe trái rồi cũng đéo thèm tha, bắn nổ xe người ta luôn. Đúng không? Đang tìm. Chạy về. Xong rồi đủ má mày leo qua. Bắn người ta. Bắn người ta, thứ mất dạy, ác ôn, thất đức, ác nhân. Mày. Bỏ nha mày. Bỏ nha, không có chơi như vậy nha, bỏ nha. Thằng này nữa núp ở đâu? Chơi mà bắn mà núp. Lớn rồi. Chơi mà bắn núp hả mày? Hả mày mày luôn á. Thích núp không? Thằng này nó không biết vị trí của tôi. Bring that ass back like a boom 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 bo
mấy bọn chơi dơ là đang phải bắn như vậy. Toàn là bọn chơi dơ không. Bắn mà núp, cam cầu, cam kiết đồ. Nhớ mày bỏ hết chưa? Dừng rồi, đổi vị trí nhanh nè, đổi xuống sát dưới luôn. Hồi nãy dừng rồi. Mình đổi xuống sát dưới, mình quay về nhà luôn. Bây giờ ngay cô này nè. Quá đẹp rồi anh em à, quá đẹp rồi. Đúng là hơn nhau cái đầu anh em thiệt. Bắn này hơn nhau cái đầu. Mình về mình thấy hết tất cả tụi nó luôn nè. Còn đứa vẫn chưa lụm. Ok, để đi. Lộn may mắn thế nhờ. Nó qua nhà bên đây hả? Lộn bị khùng hả? Thôi gì nó qua bên đó nó đứng kìa, nó ngồi giống kìa. Còn mày chết chắc rồi. Anh em nhìn nè. Nó chết chắc với tôi rồi, bây giờ nó đi ra là nó chết liền. Nó đi ra là nó chết chắc liền. Từ từ nha. Cái súng lồn má ngu như chó mày. Má cay thế nhờ. Cái súng lồn má ngu như chó mày. Chết chắc với tôi rồi. Bây giờ nó đi ra là chết liền. Nó đi ra là chết chắc liền. Từ nha. Sao cái cây súng nó ngu thế nhờ. Má thiệt luôn á. Sẽ vô thẳng xong kéo qua farm tí. Chỗ này lên lộn. Đấy, chỗ này thường nó trống nhiều lắm. Trước mình có một toilet và một toilet gỗ. Ở đây vẫn đẹp. Đấy, về nhà, nhà của mình thì thôi anh em hiểu rồi. Ủa cái gì? Sao nó phải bước lên bậc cái vậy? Đấy, về nhà của mình là ok, ổn, auto ổn. Hướng đầu này vẫn có người nè, nguy hiểm quá. Kìa, có người thật luôn kìa, 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 nó đang xuống mình kìa, nó đang xuống rồi, ngoài bo kìa. Chết rồi, tự nhiên mình mở cửa chi vậy ta, nó chưa xuống mà. Thấy nó nằm đây nè. Ghê chưa? Chết mẹ rồi, quên đi hack map rồi anh em à. Vô nhà kia nhanh. Bo nhà kia rồi. Cái nhà này mình sẽ lấy cái toilet ngoài. Bo vô nhà này luôn à. Cỡ nào cỡ bo sao phải bo vô nhà này hết á. Mình phải kiếm cho được cái nhà này. Lấy cái này ở được, anh em yên tâm. Đó, lấy cái này ở được, không quan trọng. Đấy, ở được bình thường. Mày chỗ ra được không? Lòng má nữa. Không sao anh em à, chỗ này được, chỗ này đẹp. Ừ, hay quá. Lột đấy với trời bơm. Không sao anh em à. Ừ, hụt tiếp. Trái nữa, hết rồi, hết bơm không lấy. Không lấy tới nhiều bơm tới độ mà. Trời quả không hết hả? Cái gì mà bè rùi ở đây nhiều vậy? Hình như là có người chết ở đây hồi game trước hay sao anh em à. Rồi má game trước có thằng chết ở đây nè. Má anh ơi, rùi má anh đừng có ám em nha. Rùi nhiều vãi cắt anh em. Nhiều rùi thế. Rùi nhiều vãi cứt anh em à. Tôi không hiểu tạo ra mấy con rùi này để làm gì luôn á. Ảnh hưởng cốt game vãi. Bất lợi vãi lái. Ủa, cái thằng bên đây vẫn còn. Nhìn con
con cặc chứ nhìn, nhìn cái điệp mẹ mày nhìn không? Cặc đủ má mày tôn chứ đâu phải là giấy mà mày đòi bắn xuyên mày. Đấy, nghe không? Tôi tính toán mà. Tao trong bo, khỏi tìm tao, ok. Nó bị công rồi, nó bị công rồi, nó bị một thằng khác vô công rồi. Nè, nãy bắn tao đúng không? Má mình nghe bạn bắn mình đúng không? Bạn bắn mình bằng cái lỗ đó, mình bắn lại bạn bằng cái lỗ đó luôn, ok. Dám dùng lỗ chơi mình hả? Có ai chơi lỗ ngon hơn nha. Kìa, bóng của nó đứng dưới bàn tao rồi. Này bà,